Vâng, Thanh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Nguyên Vlog buổi sáng ngày hôm nay. Thì Thanh Nguyên muốn cập nhật gửi đến của chú anh chị một trong số những cái nguồn thông tin cũng cực kỳ nóng liên quan đến câu chuyện của một nhân vật hacker cũng như là IT Nhâm Hoàng Khang. Thì vào tối ngày hôm qua thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông báo đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nhân vật đó chính là Nhâm Hoàng Khang với tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 7, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về tội cưỡng đoạt tài sản. Nội dung vụ án thể hiện, năm 2021, Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo về việc Nhâm Hoàng Khang xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng. Đầu tháng 10 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05. Bộ Công an xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Qua theo dõi thì Công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang tại thành phố Cần Thơ. Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một hacker, một IT, một lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như Tiên Phong đưa eSIM vào iPhone Block. Được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang đã kết hôn và hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Được cư dân mạng gọi bằng cái tên đó chính là cậu IT. Thì kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian cực kỳ dài, thì ngày hôm nay thì Nhâm Hoàng Khang đã chính thức bị truy tố với cái tội danh đó chính là cưỡng đoạt tài sản. Và nhắc đến Nhâm Hoàng Khang thì của chú chị chúng ta được biết đó là một nhân vật đã từng đưa bằng chứng rất nhiều những cái dữ liệu lên trên nền tảng mạng xã hội này. Bên cạnh đó thì như cô chú anh chị chúng ta được nghe, đó chính là rất nhiều những cá nhân tố cáo Nhâm Hoàng Khang xâm phạm cái đời tư và thậm chí đó chính là cái vấn đề cưỡng đoạt tài sản, đe dọa. Và một điều cực kỳ quan trọng trong cái sự việc này đó chính là một trang web, một đường dây cờ bạc đã tố cáo Nhâm Hoàng Khang cưỡng đoạt với số tiền hơn 400 triệu đồng. Và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bắt giữ và ngày hôm nay đã chính thức truy tố. Nhưng cái điều mà quý vị khán giả quan tâm trong cái bài viết cũng như cái thời điểm hiện tại là liệu rằng Nhâm Hoàng Khang thì đã bị truy tố, nhưng cái trang web hay là người đã tố cáo đó chính là trang web cờ bạc thì có bị xử lý hay không? Bởi vì thưa cô chú anh chị, đây là một trang web mà có cái tính chất đó chính là cờ bạc. Và cái hành vi gọi là cờ bạc trên mạng internet cũng là một trong những cái hành vi vi phạm pháp luật. Và theo điều đó 170 Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội cưỡng đoạt tài sản, thì liệu rằng Nhâm Hoàng Khang với cái những cái tội danh này thì phải chịu những cái mức án như thế nào? Người nào đe dọa dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Thứ hai là phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 3 đến 10 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. C. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc không có khả năng tự vệ. D. Là chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. E. Là tái phạm nguy hiểm. Thứ ba là phạm tội thuộc trong một các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Có nghĩa là trong trường hợp này thì theo phía Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo là Khang đã nhận 400 triệu đồng từ một cái trang web này. Vậy thì theo cái điều này thì nằm ở khoảng A. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nha các chú chị. Tiếp theo B là lợi dụng thiên tai và dịch bệnh để phạm tội. 4 là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Trong câu chuyện này thì Nhâm Hoàng Khang đã từng gạt cái mức giá là 500 triệu đồng. Nhưng sau đó thì qua những cái thỏa thuận thì người ta chỉ nhận 400 triệu đồng. Nhưng đây là chỉ mới cái thông tin của một trang web mà thôi. Còn không biết rằng trước đó và những cái trang web khác, cả cá nhân khác thì Nhâm Hoàng Khang
có cái vấn đề mà đe dọa và chiếm đoạt tài sản có một khoản tiền nào đó bên cạnh hay là không nha cô chú anh chị. Bởi vì thế cái mức gọi là chiếm đoạt tài sản 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, thì chúng ta vẫn còn đang bỏ ngỏ. Và khi mà bị truy tố chính thức mà ra ra tòa đó, thì chúng ta sẽ biết được những cái sự thật xung quanh những cái câu chuyện này. Thứ năm, đó chính là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc là toàn bộ những cái tài sản mà mình vi phạm pháp luật mà có được nha cô chú anh chị. Trong trường hợp này thì cần phải xem Nhâm Hoài Khang đó, khi mà trong cái quá trình mà anh ta gọi là uy hiếp đó, từ trước đến giờ đã bao nhiêu lần và bao nhiêu vụ rồi, phần tài sản của anh ta là bao nhiêu, có thể nói là có một số những cái tài khoản nào hoặc là cái tài sản nào của anh ta mà có những hành vi vi phạm pháp luật mà có, thì chắc chắn một điều đó chính là sẽ bị tịch thu một phần hoặc là toàn bộ tài sản. Thì nhắc đến câu chuyện này thì một chút, thì khi mà Nhâm Hoàng Khang đó nó bị truy tố, thì một số những cái thành phần những cái kẻ chống phá xuyên tạc đó của chúng chị thì cho rằng Nhâm Hoàng Khang này có liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng, khi mà trước đây từng là một thời gọi là dùng những cái thủ thuật của mình để mà đưa những cái thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì thế đó thì ngày hôm nay khi mà Nhâm Hoàng Khang bị truy tố ra ngày ra tòa gì đó, thì chắc hẳn rằng bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một trong những cái người có liên quan trong cái câu chuyện của gọi là Trần Nhâm Hoàng Khang. Thì đó là những cái lời lẽ của một số cá nhân, những cái thành phần gọi là xuyên tạc câu chuyện họ dựng lên. Như chúng ta được biết thì đầu tiên khi mà Nhâm Hoàng Khang xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội mà được nhiều người biết đến đó, thì đó là qua câu chuyện mà Sơn Nguyễn Phương Hằng đã treo thưởng 1 tỷ đồng để có thể tìm kiếm một cái nhân vật tự dưng từ dưới đất nẻ chui lên để công kích mình, đó chính là cái tên Cùi Bắp Tiên Sinh. Thì sau đó thì Nhâm Hoàng Khang đã xuất hiện và với cái biệt danh đó là IT, anh ta đã đưa ra những cái thông tin cho rằng Cùi Bắp Tiên Sinh là mức thưởng này, nhưng mà sau đó thì CEO của Phan cũng đã gọi là chuyển ngay 100 500 triệu đồng, phải đúng là chỉ 1 tỷ, nhưng mà Nhâm Hoàng Khang đã gửi đây 500 triệu đồng, anh ta chỉ nhận 500 triệu đồng mà thôi. Bên cạnh đó thì sau khi nhận những cái số tiền này thì chúng ta được biết một điều, Sô Nguyễn Văn đã từng lên đính chính một điều, thực sự những cái thông tin Nhâm Hoàng Khang đưa là không chính xác, và người thật sự tìm được nickname này đó chính là những cái IT, những cái kỹ thuật viên của Sô Nguyễn Phương Hằng chứ không phải là của Nhâm Hoàng Khang. Vậy thì trong câu chuyện này đó thì CEO Nguyễn Phương Hằng đó chỉ là một trong những người treo thưởng, tìm kiếm những người công kích chửi bới mình, chứ không có hề có những cái câu chuyện gọi là tìm thẳng Nhâm Hoàng Khang để mà gọi có thể là thuê mướn, và muốn anh ta tấn công người này tấn công người kia, hack đích người này hack đích người kia, là không có. Chỉ tìm thực sự của Bắc Tiên Sinh là ai. Nhưng mà chàng IT Nhâm Hoàng Khang này thì với những cái độ thông minh cực kỳ của mình, với những cái tài năng của mình, thì được một số những người công nhận rồi, và một số những cái nguồn thông tin anh ta đưa ra đó liên quan đến Hoài Linh rồi Hồng Vân, những cái đoạn ghi âm khiến cho những khán giả cực kỳ tin tưởng, và thậm chí những cái đoạn ghi âm đó là hoàn toàn có thật. Chính thức Hồng Vân cũng như là anh HL cũng phải gọi là đính chính những cái sự thật và hoàn toàn thừa nhận những cái thông tin gọi là liên quan đến vấn đề 14 tỷ đồng, kèm theo đó là những cái đoạn ghi âm mà Hồng Vân đã từng chửi bới khán giả, và có những cái gây hấn với Nhâm Hoàng Khang, khi biết rằng đó Nhâm Hoàng Khang đã có thể dùng những cái thủ thuật để lấy những cái thông tin của mình. Bên cạnh đó thì một với những cái sự việc mà cô chú chị chúng ta đó từng nghe qua những cái lùm xùm liên quan đến một nghệ sĩ ưu tú, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, thì nhân vật này cũng đã những làm những lá đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang ghi cho rằng là hack Facebook của xâm nhập đời tư. Nhưng mà bên thực chất đó ngay sau đó thì cái nhân vật này lại gọi là lên tiếng đính chính cho rằng là không phải là bị hack, đó chính là con trai của mình cầm, nó quên nó đổi mật khẩu. Nhưng mà đến khi thời điểm mà Nhâm Hoàng Khang bị bắt đó, thì Đức Khải một bỗng nhiên lại lên tiếng một điều cho rằng thời điểm đó thì bị Nhâm Hoàng Khang đe dọa và anh ta không dám nói ra những sự thật, và sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt thì nào là Đức Khải, nào là Đồng Xanh và vân vân những người khác đang âm thầm tố cáo Nhâm Hoàng Khang một cách mạnh mẽ. Và đến khi ngày hôm nay thì chính thức đã gọi là truy tố anh chàng IT Nhâm Hoàng Khang, và những cái cá nhân này, những xuyên tạc này lại mang cái câu chuyện mà của bà Nguyễn Phương Hằng ra để có thể nói là
cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến những cái hành vi phạm tội của nhóm Mộc Khoa là hoàn toàn không hợp lý, khi mà trước đây đó giữa hai người đã từng xảy ra những cái mâu thuẫn. Bà Nguyễn Phương Hằng đã từng lên chửi thẳng mặt, thậm chí là bóc mẽ toàn bộ những cái hành vi của Nhâm Hoàng Khang khi cố tình lợi dụng để nhảy vào để mà lèo lái và hướng bà sang một cái câu chuyện khác. Bà đã từng vạch mặt tất cả những sự việc này, và thậm chí CEO Nguyễn Phương Hằng cũng từng là một nạn nhân của Nhâm Hoàng Khang khi đã từng bị tấn công cái tài khoản cá nhân, bị Nhâm Hoàng Khang hack Facebook rất nhiều lần và mang cái nick gọi là Nguyễn Phương Hằng tích xanh đi vào những cái fanpage, những cái buổi phát trực tiếp của người khác, đặc biệt là một số những cái ca nghệ sĩ nổi tiếng, để mà comment kích động, chửi bới người ta. Quý vị có thể thấy trên một đường like của anh Đàm Vĩnh Hưng trước đây á, thì bỗng nhiên xuất hiện một cái comment tên là Nguyễn Phương Hằng có tích xanh vào thẳng cái fanpage của người ta để mà chửi bới, và ngay sau đó thì lập tức đó, bị cư dân mạng đã chụp lại và đăng trên những cái nền tảng mạng xã hội, nó lan truyền một cách chóng mặt. Và ngày hôm sau thì tất nhiên mọi câu chuyện, mọi diễn biến lùm xùm nó lại cực kỳ căng thẳng lên. Mặc dù là CEO Nguyễn Phương Hằng là một người gọi là rất ít sử dụng Facebook và thậm chí là không gành về công nghệ, trong những buổi livestream của mình đó thì phải có những cái nhân viên kỹ thuật và nhân viên trợ lý để hỗ trợ bảy. Bảy không hề gành biết về công nghệ và lợi dụng câu chuyện này, và thậm chí Nhâm Khang đã có thể nói là hack cả Zalo rồi cho đến những cái tài khoản cá nhân khác như là Telegram chẳng hạn, để vào mà để có thể nó lấy những cái thông tin dữ liệu để mà có lên bóc phốt. Và hai người giữa CEO Nguyễn Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang đã từng có những cái buổi gọi là bóc phốt cực kỳ trên mạng, và anh ta tấn công luôn cả những cái đường like. Có thể nói rằng đây là một nhân vật gọi là cực kỳ nguy hiểm, khi mà có thể nói là thông thạo mọi cái vấn đề về công nghệ và sẵn sàng gọi là tấn công bất cứ ai nếu đã có những cái hành vi gọi là cái chống đối anh này. Thì ngày hôm nay đã chính thức truy tố Nhâm Hoàng Khang, thì chúng ta cũng chờ xem những cái thông tin kế tiếp, và cái khi mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để mà đề nghị phê duyệt truy tố, chúng ta cũng chờ xem cái ngày anh chàng MT Nhâm Hoàng Khang này ra tòa và cái kết quả cuối cùng về cái tội danh của anh này phải chịu những cái mức án như thế nào, là 7 đến 15 năm hay là 12 đến 20 năm đối với một anh chàng hacker như Nhâm Hoàng Khang. Là cái điều đặc biệt á mà cô chú anh chị quan tâm, đó chính là liệu rằng người tố cáo Nhâm Hoàng Khang trong câu chuyện này, như cái thông tin của công an thành phố Hồ Chí Minh đó là một trang web cờ bạc, thì có phải chịu trách nhiệm với những cái hành vi cũng là vi phạm pháp luật của mình, tổ chức đánh bạc trên mạng là một hành vi vi phạm pháp luật nha cô chú anh chị. Chúng ta cùng chờ xem thì liệu trang web này sẽ bị xử lý hay là không, và xử lý thì xử lý như thế nào. Vâng, xin được cảm ơn tất cả của chú anh chị, tất cả quý vị trong khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương, đã luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh, cũng như là ủng hộ những cái mặt hàng em bán trên nền tảng YouTube, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh nha quý vị, bảo đảm cho quý chú anh chị là 100% thiên nhiên, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Rất mong được sự ủng hộ gần đến từ những cái cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng mật ong, thì hãy liên hệ qua số điện thoại của em 0395652797. Quý vị có thể nhắn tin, gửi điện trực tiếp hoặc là Zalo hoặc là Viber cũng cùng một số đó, để em có thể tư vấn cho cô chú anh chị cái cách sử dụng mật ong để mà có thể chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, đó chính là cái cách bảo quản như thế nào giúp cho mật ong có thể bảo quản được lâu hơn và cái chất lượng nó không thay đổi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị, tất cả quý vị trong những video mới tiếp theo. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.